bóng đá Đông Nam Á ở ASEAN, Olympic Việt Nam đầu bảng. Bốn đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có Olympic Việt Nam đã đá trận ra quân ở Đại hội Thể thao Châu Á 2022, ASEAN 19. Chiều ngày 19 tháng 9, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có trận đấu ra quân suôn sẻ ở đấu trường ASEAN 19. Theo đó, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng trước đội Mông Cổ với tỷ số 4-2. Nguyễn Quốc Việt, Cú Đúc, Khuất Văn Khang và Võ Nguyên Hoàng là những cầu thủ đã sút tung lưới đối phương để mang về lợi thế cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Ở trận đấu còn lại của bảng B diễn ra chiều cùng ngày, đội tuyển Olympic Iran hòa 0-0 với đội Ả Rập Xê Út. Với kết quả này, đội tuyển Olympic Việt Nam 3 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam ASEAN 19. Bên cạnh đội tuyển Olympic Việt Nam, ba đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Myanmar cũng đã ra quân vào ngày 19 tháng 9. Trong đó, đội tuyển Olympic Indonesia và đội Myanmar đã giành 3 điểm trọn vẹn ở lượt trận đầu tiên trong bảng đấu. Đội tuyển Olympic Indonesia, bảng F, giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội Kyrgyzstan với hai pha lập công của Rumakik, phút 58 và Sami Hugo, phút 93. Ở lượt trận thứ 2 và thứ 3, đội tuyển Olympic Indonesia lần lượt đối đầu với đội Đài Loan 21-9 và đội Triều Tiên ngày 24 tháng 9. Đội tuyển Olympic Myanmar, bảng A, cũng khởi đầu hành trình chinh phục Á vận hội 2022 bằng chiến thắng 1-0 trước đội Bangladesh. Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Olympic Myanmar sẽ chạm trán với đội Trung Quốc ngày 21 tháng 9. Đội tuyển Olympic Thái Lan, bảng E, là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á không giành 3 điểm ở lượt trận đầu tiên ASEAN 19. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng hòa chật vật 1-1 trước đội Bahrain. Ở lượt trận thứ 2 của bảng E, Voi Chiến sẽ gặp đối thủ rất mạnh là đội tuyển Olympic Hàn Quốc. Đội bóng xứ sở Kim Chi đã thể hiện sức mạnh vượt trội ở lượt trận đầu tiên khi thắng Kuwait với tỷ số 9-0. Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASEAN 19 là đội Iran. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày 21 tháng 9 giờ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.